Cá này cá gì anh? Cá Cá nục. bị cá nục hả? Cá nục. Bốn nhỏ. bốn con nhỏ xíu để muối đường à, ngọt vô. Mà phía ngoài đây đi, để nhìn lăng quay và. Ồ, phải chà kỹ vậy đó ha. Để ra món ăn. Chắc là nhà chị bê lên kia. Mọi người chắc đó. Anh Thanh là có mấy đứa con? Một đứa con. 9 tháng tuổi rồi. Đây là một cái gia đình nhỏ và đã trải qua một cái sóng gió, đó là anh Phan đã từng 4 tháng ở trên biển và thậm chí là phải hứng chịu những cái trận đòn từ tài công khi mà không quen cái công việc đánh bắt cá trên biển. Ở hiện giờ thì trên cơ thể nó còn bị nhức mỏi hay gì không? Chứ. Hồi đó thì đau tài... lưng rồi, bị đau chân, đau tay nè. Hồi đó tài công đánh anh chỗ nào nhiều nhất? Đây nè. Lưng ở phần sau lưng. Sau lưng có thẹo gì không anh? Không. Bây giờ còn vết thương gì không? Nhìn thấy gì không? Lúc ra đánh bằng gì? Bằng cái cây á. Cây bằng to bằng này nè. Cây cây. Cây đánh. Cây. Rồi đánh như vậy anh có la khóc và xin họ gì không? Mình cứ im mồm thôi. Kế bên á là vợ của anh. Chị tên gì? Tên Pem. Pem. Con bé. Bé tên gì? Theo. Theo. Chị Pem là sinh bé Theo là được bao nhiêu tháng rồi? 9 tháng. 9 tháng rồi. Bao lâu rồi là anh đi? Anh đi biển? Đi biển là 3 tháng. Đi biển là lúc 3 tháng. Dạ. Con nhỏ bỏ đi rồi ha. Bé thì khi mà chị sinh như vậy á thì anh có để lại khoản tiền nào cho chị để chị ở nhà chị lo cho bé không? Không để tiền ở nhà gì hết, tự hai mẹ con lo. Vậy thì trong 4 tháng anh đi biển thì làm sao mà chị có trang trải được? Con theo con đi làm. Theo ai? Con đi làm. Chị làm gì? Làm ruộng. Lúa. Ồ. Ngày công được bao nhiêu chị? Làm cho mình đất nhà mà. Đất nhà mình được một sào thôi. Có lúa để ăn thôi. Vậy thì thịt cá thì con làm sao có tiền để mua? Thì mình ăn rau mì hay gì á. Ăn rau mì suốt. Người đồng bào ở đây á là chủ yếu là ăn lá mì, lá sắn, lá rừng. Sắc nhuyễn dẻ ra. Ăn kiểu sao ta? Hình dung thử. Mình có sạch một tên ăn. Có nghĩa là bào mỏm ra, sạch mỏm ra cái giả không? Có giả nữa đúng không? Giả nhuyễn ra nữa đúng không? Giống như giò xăm như quá hả? Giống như sò. Bước thấy còn lấy rồi. Lấy lá ăn rồi đó, coi giả còn trồng không? Này lá sắn mà, lá sắn non. Lá sắn non, lá mì non á. Khoai mì á. Khoai mì. Là lá của khoai mì, cây khoai mì á. Nhưng mà khoai mì của mình á. Nhưng mà ít nhất rồi cũng phải có tiền mua hạt nêm, mua muối chứ. Tiền đâu mua hạt muối? Thì mình đổi bằng gạo, mình đâu có thịt, người ta gọi mình đâu, mình có con làm gì mà người ta gọi mình làm thuê, không có người đâu. Ở đây mình phải làm bằng sức của mình, giả sử như mình đi làm ruộng này, mình thì về nhà mình không có tiền mình đổi gạo. Đúng rồi, thì có khi là mình mệt quá thì mình cho nó bú thôi, không cho nó ăn. Nhưng đối với chị cũng phải có sức để chị tạo ra sữa chứ. Thì mình ăn cơm với la mì đây này. Vỏ sau đó mình mua muối, mua bột ngọt, mua mỡ rồi xào lên thì mình ăn vậy thôi. Đại hóa có chắc gì mình. Hết có ngày nào có thịt không? Không, không có ăn thịt. Không có tiền mua. Có tiền mua chứ không có tiền là mua làm gì. Rồi 4 tháng qua thì ở đây người ta đồn tin là 4 anh em chết ở ngoài biển rồi. Chị nghe được tin không? Có chứ, có khi là nhịn chứ sợ chồng mình không có, chồng không về là có ai nuôi con của mình đâu. Ai cũng nói là chồng chết rồi, đi tù rồi, ban ma túy này nọ, người ta đồn như vậy. Trời ơi. Thật chứ. Nhiều đi đâu người ta cũng đồn như vậy. Trời. Đấy có khi người ta nói bé đây không có bố nữa. Bố bắt rồi, đi tù rồi. Lúc mà anh Phan đi là bé được 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi. Vậy là 7, bây giờ là 7 tháng. 3 tháng là điều con đi rải ra. 9 tháng rồi. 9 tháng, đi 4 tháng rồi.
mình còn phải mềm đúng. Bây giờ bé nó khát sữa thì sao đúng không? Buồn ngủ. Chị bé bé qua góc bên kia cho bé nó bú sữa đi, em cho chuyện với anh xíu. Rồi. Mọi người hình dung như thế này. 4 tháng ròng rã mà không có một cái đồng lương nào hết. Chị vợ thì cứ phải chấp nhận cái chuyện á đó là điều con lên trên ruộng lúa để làm lúa, rồi lấy cái lúa đó, cái năng suất sẵn mình làm ra đổi lấy cái hạt muối, hạt nêm. Còn thực phẩm ăn hàng ngày chỉ là những cái canh lá sắn như thế này nè. Đó, những cái thứ có sẵn ở rẫy ở nương. Thì khi mà anh trở về á, anh thông báo với vợ như thế nào? Không có tiền nè. Không có tiền về cái gì. Rồi khi mà anh về gặp cái lúc đó vợ đang làm gì? Đang nương, đang bố con tiền không? Bố con. Đang cho con bú. Rồi chị thấy chị mừng không? Mừng chứ. Chồng về là chồng mừng. Chị nói sao? Vui rồi. Vui rồi. Nhưng mà cái khi nãy chị kể rằng là suốt mấy tháng trời ngồi chờ chồng rồi phải nhìn anh khó kham khổ vậy, cái cảm xúc anh như thế nào? Thật giống như bình thường. Rồi khi mà anh thông báo là không có tiền thì vợ nói gì không? Không có tiền là về là mừng rồi. Về còn mạng sống là mừng rồi đúng không? Ừ. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi anh Phan? 98. 98. Ủa, sinh năm 98? Đúng rồi, 98. Sinh năm 98. Ừ, vậy còn quá trẻ. Mới 25 có 25 tuổi. 25 tuổi à? 25, 26 tuổi. 24. 24 tuổi. Ồ. Vậy cũng mới lập gia đình đây cho mấy. Nên con còn nhỏ. 98 là 25. 25 mà ra. Mà 23 rồi mà. Như vậy thì bé thường là mấy tháng là bắt đầu mình điều đi lại. Là 4 tháng mà đi viện là 4 tháng. Bé vợ đi rải á là điều con là mấy tháng là mình đi rồi. Điều bé đi rồi. 3 3 tháng là điều đi rồi ha. 3 tháng. Điều đi miết bà già nó khỏe ở nhà đó. Chị là năm nay là bao nhiêu rồi? Hả? Vợ anh á. Không biết nữa. Vợ anh là không biết nhiêu tuổi không? Nó hên á, nó nhua hơ thì tôi nó lớn lắm. Cái gì? Tôi mới sinh nó sinh năm nay cả. Trời ông không quay, ông quên tuổi vợ luôn rồi. Trước giờ ông không biết luôn. Do chị là chắc có lẽ là ăn uống nó bị thiếu chất á. Tuổi là 90. 90. 90. À. Hơn rồi chồng. Ngày 12 tháng 5 năm 1990. Lớn hơn 8 tuổi. Em muốn hỏi chị một cái điều á. Là khi anh về mà không có tiền thì chị buồn không? Chồng về là mừng rồi. Có khi người ta nói là đừng có kết bỏ chồng. Chồng về là mừng rồi. Ở làng người ta đi làm ở biển bắt cá đấy. Mới chục năm rồi không về. Người ta đồn là đánh chủ thuyền đây. Ai chém giết cho con cá nó ăn, người ta đồn như về đây. Thế lo sợ chồng không về đấy. Sau đó thì nghe đồn là mấy đứa nói là chồng đi bắt cá giờ chắc không về rồi. Người ta đồn là bán ma túy này nọ bỏ trong cá rồi bán ở nước ngoài, thế người ta bắt đi tù rồi. Thế sợ chứ không lo chứ. Sao cũng là chồng của mình là bố của bé rồi. Nghe sau đó 2-3 ngày nữa mọi người nói là chắc chồng sắp về rồi. Ai nói thế? Nghe người ta đồn như vậy thôi đâu có biết gì đâu. Ở nhà suốt cả hai mẹ con ở nhà đi làm xong rồi về đi thăm nước, thăm ruộng nước của mình nha. Cứ ăn cơm, dù chị mới sinh em bé ra chị phải cho cháu nó uống sữa. Mà bữa cơm của chị chỉ là canh lá sắn với hạt muối thôi. Ăn suốt mấy tháng trời như vậy thì sao chịu nổi? Phải chịu chứ, mình đấy cày gò như thế này không có gì ăn, ăn bằng ấy thôi. Đúng ra là cũng quen rồi. Và ở đây cũng sống là hàng ngày. Rau mình ăn ấy thôi, không có gì hết, ăn muối thôi. Ăn muối không thôi. Có khi ăn muối không. Nhưng mà chưa hiểu cách chế biến. Bác cho trong con cơm mình ăn thôi.
đâu có thịt có gì, chỉ có cá có thịt luôn. Có chồng có cá có thịt chứ ở đây thì có chồng cũng đi làm, có ai đi bắt cá cho mình ăn đâu. Là chị chỉ đi làm lúa thôi, rồi về lấy lúa đó đổi ra tiền mua muối, mua gạo, mua mắm, mua đường. Một mấy người đi chùa đấy, chùa Thác Phổ Cương đấy, thì chị cũng đi do con bé này mới không đi được. Chùa bên Thác Phổ Cương nó vào trong là tận nơi đấy, cho muối, cho mắm, với lại cho nước mắm mà cho mỡ này. Thác Phổ Cương thân thiện lắm, thì họ cho mình lấy mình xin thì mình ăn, thì trang trại như vậy cho tới bây giờ. Bây giờ chồng về cũng mừng ấy chứ, không có tiền cũng được, chồng về là mừng rồi. Ngày mốt đi có ruộng theo có ruộng, chứ ở nhà mình xin này che nắng thôi, không được che mưa. Che nắng thôi chứ không được che mưa, bị dột hết rồi. Dột hết rồi. Chồng về là mừng thôi. Chỉ được che nắng thôi, không được che mưa. Lý do là nhà này ở trong này nó bị dột hết rồi. Là chỉ là bé là chỉ bú sữa mẹ thôi chứ không có mua sữa ngoài, không có tiền mua luôn. Không có tiền mua bú sữa mẹ. Có khi mình ăn cơm đói quá thì ăn cơm không, con nó bú nhiều á thì mình ăn cơm không cho nó đỡ đói, ăn lá mì này sau đó ăn xong mình ngủ thôi. Ngày hôm nay mình ăn cơm lá mì luôn. Chị lấy thử cái lá mì em coi thử là cách chị lặt và chị ăn chế biến như thế nào. Đây là cái gian bếp mà chị vợ ở suốt 4 tháng qua là cứ ăn với canh lá sắn như vậy nè. Đây, nồi canh đây ha. Cô trời ơi. Chị xào lên hả? Xào lên ăn. Chị ngồi xuống đây, chị ngồi xuống. Chị chia sẻ giúp em thử là cái này là chị 4 tháng qua chị sống như thế nào? Ăn lá mì thì mình xào lên mình ăn. Khi mà chồng chị đi biển mà không có tiền á, suốt 4 tháng qua chị chờ tin chồng để về cho một khoản ít tiền để cải thiện cuộc sống, thì chị đã cầm cự bằng cách nào? Thì mình nghĩ là không có tiền thì nếu mà chồng về mình, nếu mà có tiền thì mình mua ước gì thì chồng mua được thịt để mình ăn, rồi mua mỡ to chai to đây thì mình sao cho nó vài ngày nó lâu hơn á, còn mình mua cái mỡ chảy nhỏ 2-3 ngày thì hết rồi, thì ước gì thì chồng về thì mua thịt, mua cá, mua mỡ để ăn thế thôi, không nghĩ gì hết. Tuy nhiên khi chồng về thì lại không có tiền vì bị người ta lừa đảo, bị bóc lột ở trên biển, thì chị có buồn hụt hẳn không? Chị có... Có chứ. Về tay không, mình không buồn đấy chứ. Ở nhà mình làm kiếm được 1-2 bao lúa để ăn xong qua ngày ấy. Thì chồng cứ nghĩ là chồng đi làm xa để có tiền nhiều. Ai lại thì về tay không thì cũng buồn đấy chứ. Đợi chồng về để có một cái chai mỡ nó to hơn. Tuy nhiên là chồng không có về nên là nữ cứ chai mỡ nhỏ, là chai dầu ăn nhỏ xíu làm chị sao kìa. Chị giàu quá, đúng không? Dạ đúng rồi. Để mà xíu xào được nhiều lá mì hơn á. Tại vì bình thường là chỉ luộc thôi. Cái này là sáng mình ăn cơm rồi đó hả chị? Chiều cũng ăn món này nữa. Ăn món này. Bây giờ còn nguyên liệu không? Chị chế biến em xem thử đây. Nguyên liệu không có, đi xin rau người ta. Đi xin giùm em đi. Cô sáng tôi vệ sinh nữa. Cái này là cái bếp của mình đó hả? Chị đi xin em, chị đi xin em có thử cách làm cái món này làm sao? Rau mì làm gì có đỡ lại. Hả? Cô, cái này là chị nấu bằng củi á. Bếp củi. Cái này là cái gì đây? Mướp hành ho, mướp. Đây, đem ra ngoài sáng giùm. Đem ra ngoài sáng. Cái này là canh mướp. Canh mướp. Đọt mướp. Đọt mướp. Đọt mướp. Còn ở bên đây là gì đây?
À, cái nồi cơm. Ồ, không có bếp ga nói nấu mà cái nồi nó đen như thế này. Đó là cơm củi. Ồ, kinh khủng. Ở đây có cá thì chiên ra đây. À. Có cá thì chiên ra đây. Đây có cá. Đây, dạ, cái. Cái chảo này chiên cá. Cá này cá gì anh? Cá bị cá nục hả? Bốn con nhỏ xíu để muối đường bột vô. Mà con cá là biết không, là một lớp hạt nêm luôn, con hạt nêm nhiều lắm. À, bột ngọt thôi. Ờ thì vậy. Họ thích ăn bột ngọt. Ôi ôi cái tay nè. Kinh khủng. Làm ấy rồi phải dạy chứ sao. Bếp tuổi rồi. À. Này con ăn cà rừng nữa đi. Đâu? Cà rừng. Nó cà rừng hả? Trái này á hả? Ừ, trái đó là cà rừng á. À, này ăn sao? Này ăn sống hả? Là người ta nấu với cá đồng hoặc cái gì, hoặc là ăn sống. Ừ. Chẳng có cái gì cả. Người ta cả quần áo cũng để đây nữa nè. À, cô bác anh chị đấy, quần áo treo lủng lẳng này. Kia có một cái gùi, được hai bao gạo. Có được một cái giường. Sao ít vậy? Lăn sáu nhiêu vậy chứ ít gì nữa. À, lá của khoai mì á. Rồi. Mỗi lần bao nhiêu vậy thôi hả? Hai mẹ con ăn thôi. À, hai mẹ con ăn, có đứa con, cảm đứa con nữa cái là chị nghe tay. Anh này cưng này. Lấp nhấp, lấp nhấp. Rồi, chế biến ở ngoài đây luôn ha. Làm ở phía ngoài đây đi. Lăn quay rồi. Chơi. Vậy đến hôm nay chúng ta đi. Đây, giờ nó sáng rồi chị. Ừ. Đây bây giờ chị chế biến cái món đó mày. Cái này là mì nào cũng ăn được hay sao? Lá mì nào cũng ăn được hay sao? Được chứ. À. Đây là mì gì đấy? Đây hình như mì gòn á. Sao cái lá nhìn thế? Ừ, cái gì? Ăn à, bắt đầu. Xong này là quả câu, một phát này. Dịch chim, không hiểu. Chị nói gì vậy? Chị là mình gạt cái này đây. Rồi, bố bám đi, bám cho mẹ làm tí đi. Bốn tháng qua ăn hết cả mấy lá mì vậy luôn đó. Không biết là nó kịp ra lá non không nữa. À. Ủa, bình thường chị cũng đi xin vậy đó hả? Ừ. À, bắt đầu mình em thắc mắc một cái điều như này chị. Lúc mà bé nó còn 4 tháng tuổi, chị bế bé ra ngồi cánh đồng như vậy nó có bệnh đau gì không? Có chứ. Mua thuốc, mua sakura. Sakura. Miếng dán. À dán sakura. Mình đuổi tạm mình mua thôi. À đúng rồi. Không có tiền còn cứ xúc gạo đi đổ vậy đó. Ừ. Mình có con người ta không gọi mình làm thuê đâu. Ừ. Có con nhỏ đó. Là 4 tháng qua là cứ lá mì nuôi sống hai mẹ con. Ừ. Còn chồng thì đánh ngoài kia thì về không có một đồng dính túi. Ừ. Cũng may mắn là về được. Đúng rồi. Về được là mừng rồi, về được là mừng rồi. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm là cũng buồn lắm. Nhưng mà giỏi cái là anh Hoa thấy là chị làm ruộng giỏi á. À, lúa nhiều. Anh kia thấy cưng ha, nhìn anh đã chứ. Mẹ điều đang rải miết mà nhìn u đu. Chắc da chắc thịt ha. Ờ. Ra giờ xương ra gió miết nó chắc da chắc thịt sao nhìn cưng thì thật ra. Ồ, phải trà kỹ vậy đó ha. Đưa ra món ăn. Đây là món lá mì, đây là lá mì xào hả? Mình xào dầu hả chị? Xào phải tỏi. Xào không tỏi hả? À dạ là không vậy thôi. Mình xào không được. Dạ. Dạ.
sát của người xem một xíu là cái món lá mì như thế nào. Trước giờ coi mình nghe quen cái món này nhưng mà thật sự ra thì cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà cái tay chị chà sao mà nó cái lá mì nó bầm, giống như bầm diễn vậy ha. Hay chưa? Mình có luộc qua không như là để dạy cho chị Ái luôn? Không luộc cứ thế là sao? Cứ dạy là sao thôi hả? Đó, hay ha. Dạy là sao thôi. Rồi sau khi là dạy là xong rồi. Xong rồi đó. Rồi. Rồi chị xào thử đi. Xào luôn ha. Siêu tiết kiệm. Chỉ cần dạy lá là xong mà. Ai mọi người thấy là cái cuộc sống thực tế của chị á, tụi mình muốn là cho cô bác anh chị thấy được là suốt 4 tháng qua người vợ là người cũng chịu đau khổ như người chồng vậy đó. Ôm con, chịu đắng nuốt cay, thậm chí là bế đứa nhỏ đi ra ngoài cánh đồng không ai chăm giữ hết. Đó là gọi là điệu con lên gãy. Điệu con lên gãy đợi chồng về. Có khi là quá đá không trời. Như hòn nhộng phu á. Bếp củi là cực nhất cái lúc mình nhem lửa này. Chị nhem bằng cái gì á? Cái lá, cái bọc mũ đúng không? Bọc nhựa. Ôi trời ơi. Cái chiêu này là khó nha. Khó. Đúng rồi. Thì ngỗng cưng ghê kìa. Anh trai quen rồi, bây giờ anh trai của mình nữa nè. Thôi cho nó đủ hết giờ á. Này. Đó, cây trong lại thì bỏ. Ăn cái lá ra. Nó vậy là khi bé nó bò vậy là chị cứ để cho bé bò vậy đó. Ừ. Lên chế biến. Nước đó là mình dẫn từ trên núi xuống hay sao chị? Nước giếng hả? Giếng là đang phần giếng thế à. À. Đây mỗi nhà một cái nhà có khoa. Một người ăn ngọt luôn. Đây, được đó, bây giờ nó đã nhân rất là nhỏ ha. Nhưng mà phải nói là ở miền Nam em gọi là nhúm lửa. À nhúm lửa. Đúng rồi. Mà hay thiệt á, có một miếng một nhỏ xíu thôi à. Làm được đi em. Ừ. Rồi điệu con. Rồi lại đổ thêm cái món khác rồi. Không gian biết thấy nó cũng đơn giản ghê ha. Đơn giản hết mức có thể mà. Đúng rồi. Anh ra cái nhà thì có mấy bao lúa nó quan trọng thôi. Nó có giá trị thôi, còn nữa là không, chắc không còn gì hết. Từ trước là sao trong lỏng rồi. Được, đi lên rải với hạt là gì về nhà cũng con vậy ha. Thấy cái cảnh nó cực dễ sợ lắm trời. Nhưng mà em phục chị nhúm lửa. Có một miếng xíu à. Nhúm nó cháy liền. Lấy bầu bí cho bé nó chơi á. Chăm con nhỏ cực lắm. Cực lắm rồi các bạn. Rồi, sôi rồi đó chị. À, nó mà khô nước à. Không, chế dầu vô nó ráng. Chế dầu vô nó vàng chết cái nổ. Đó, ý là ổng về có ái là mua cho dạo to hơn đúng không? Hai chai này nấu hai một hai bữa là hết mất. Yeah. Mong chồng đi biển về có tiền mua cho dạo nó to để mà xào lá mì cho nó lau lau một xí. Chứ cái này xào hai ba bữa hết. Hết là phải luộc ăn. Nếu mà hết dạo thì làm cái món gì? Thì luộc ăn như vậy thôi. Luộc chấm muối ha? Đổ nước. À, luộc đổ nước chấm muối. Chỉ cần một nắm mì thôi. Đúng là một nắm mì thật sự luôn á. Lúc mà nghe mì tưởng nó mì gói chứ. Mì là lá mì. À, tí nữa mình cũng thử thôi ha. Thử cái món này như thế nào để mà mình biết nè. Nó
lá mì. Đơn giản hết sức có thể mà. Không có thịt mình ăn cái này cho nó đói. Có khi nào chị ăn suốt 4 tháng chồng đi biển mà chị ngán không? Không. Mình không ăn cái này mình ăn bằng cái gì? À, chết à. Không ăn nhịn đói thì sao? Nhịn đói thì chết rồi. Phải chịu chứ không có thích ăn. Giống nhà người ta thì có chồng ở nhà thì chồng mua thịt, mua cá thì ăn. Còn mình không có chồng thì mình chịu thì ăn được vậy. À, còn tỏi đâu? Không, hết tỏi rồi. Hết tỏi luôn hả? Cái đó là nước hả chị? Nước đủ ít để nó chín. À. Thêm ít nước nữa. Cái này đúng là đặc sản luôn á. Cái này là đúng là bao giờ chín là được ha. Còn nêm nếm gì nữa không? Muối à. Có thêm muối nữa. Muối với bột ngọt thôi đúng không? Muối bột ngọt. Chín rồi mà mình nêm muối bột ngọt vô. Đó là xong một cái món. Có nêm đường không chị? Không. Không nêm đường. Cái này không ăn đường. À. Ủa sao nhà chị không có trồng cây mì sao mà phải đi xin? Nhà mình không trồng cây mì, mình trồng cây mít. Cây mít nó che hết là sao mình trồng mì. Không trồng mì được đâu ha. Cây mì phải có ánh nắng đúng không? Ăn lá mì đợi chồng hả? Có lúc nào mà anh đi rồi chị ở nhà một mình vừa giữ con vừa đi làm buồn quá khóc không? Có chứ. Dạ. Yeah. Không có chồng ở nhà phải khóc hơn. Lúc mà nhất là con mình ốm. Không có ai nương tựa. Đúng, nó có là cực nhất đó ha. Còn ví dụ như thu hoạch lúa làm sao mình thu hoạch được? Thì mình đi gặt cho người ta, sau đó người ta gặt cho mình. Nhưng mà nhật con qua gặt lại. Con nhỏ làm sao mà đi gặt cho người ta được? Không theo. Cứ đều theo vậy đó. Đều theo trên lưng. Đều cả ngày luôn. Bé nó ngủ thì mình cho nó nằm. Nơi vọc, cốt vọc cho nó nằm vọc. Vọc ở ngoài cây người rừng á, cho là cho nằm. Chị gặt xong rồi chị đập luôn. Về nhà chị giải ra luôn. Bốn tháng mà không nghe được tin tức của anh á. Thì khóc hoài luôn hả? Có lúc thì khóc chứ sao không. Nghe người tin đồn người ta nói là chồng chết hoặc bàn ma túy gì đó thì khóc chứ. Còn thì nói là họ... Nhưng mà lúc đó thì mình có phải cầu nguyện gì không cho chồng về không như là sao? Không. Không có hả? Mình theo Phật thôi mà đâu có phải theo đạo lành cái gì đâu. Dạ. Theo đạo Phật. Theo đạo Phật. Tên là chị nó có đi chùa đó. Đi chùa Thác Phú Cương đó. Đi chùa rồi người ở đó nó cũng có làm từ thiện đúng không? Dạ. Cho muối rồi nước mắm cho nhỏ thôi là. Dạ. Thì mình ăn. Dạ là coi như là chín rồi. Cái này là cũng chín nhanh ha. Anh với chị lập gia đình được mấy tháng thì anh đi biển? Lập gia đình được 2 năm. 2 năm? Năm vừa rồi mình đẻ thì anh ấy đi biển. Ở lúc đẻ thì, sanh đẻ thì tiền bạc đâu ta? Thì lúc đó mình bán đất của mình chỉ có tiền mổ. Mổ ha? Mổ, không để mổ. Có mượn tiền không hay là bán đất thôi? Bán đất. Bán được nhiêu chị? Bán được 10 triệu thôi. 10 triệu. Thì anh bên họ hàng... Cái đó là bột ngọt, bán muối thì ít người bột ngọt. Cho mình vay. Ăn nhiều bột ngọt. Họ hàng cho mình vay. Rồi mình bán đất ra. Rồi mình bán trả đất lại. Bán đất có nhiều đâu. Thì mình đi mượn nữa. 20 triệu mà. Đi mổ thì 20 triệu mà. Đi mổ tới 20 triệu luôn. Đâu tới ta? Mình cũng có thẻ bảo hiểm này. Không có bảo hiểm, sanh mổ là tốn 20 triệu. Mà sanh mổ ra vẫn còn thiếu nợ. Thiếu nợ nữa. Là sau đó thì anh mới tìm cách đi biển để trả nợ cho người ta. Đúng không? Có nghĩa là sanh đứa con ra thiếu nợ luôn. Đây anh cứu cho con đi vào trai luôn rồi. Ở chín chưa chị? Chín hả? Được cái đó ha, ăn được cái đó ha. Ngon không? Ngon.
Ăn thế này ăn với cơm. Chắc miếng đi. Cái này là lần đầu tiên mà trải nghiệm ăn cái món lá mì xào. Canh lá sắn. Canh lá mì hay lá sắn lá mì gì cũng vậy mà đúng không? Mọi người Gia Lai. Ở Gia Lai. Nhiều dầu béo béo. Nhiều mì chính thì nó ngọt ngọt. Cũng ngon. Ăn thử không? Nhiều mì chính. Ở đây ăn nhiều mì chính. Vậy là vậy sao đủ ăn cơm ta? Ăn một người thôi. Một mình. Có nghĩa là hai mẹ con á, rồi mình chỉ ăn thôi đó. Ăn hết. Ủa sao nó có vị mặn? Muối. Muối ngọt. Ngọt. Em giống như đột chạy á. Giống như đột chạy mà mình luộc ở sao á. Béo. Béo. Béo dầu á. Béo và dầu. Nói chung là có ban mặn, hơi mặn. Ăn súp vậy khô hai người nấm thôi. Không, bởi vì ăn cái nào có này không cho nên hơi mặn vậy để ăn cơm. Như đây em nghĩ là như đây ăn phải 3-4 chén cơm mà, cho là vì quá mặn. Quá mặn thôi. Anh dạ. Như đây là hết một nửa chén cơm mà, mặn lắm. Vậy là bò con muối chạy té này rồi.